Đang ăn thì phát hiện hai con sen trong bát mì cay. Cô gái tởn tới già, tuyên bố bỏ mì cay. Có thể nói mì cay là món ăn được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên mới đây, một cô gái đã lên mạng chia sẻ lại khoảnh khắc ăn mì cay kinh dị của mình, khiến không ít người là fan cứng món ăn này phải quay xe 180 độ. Cụ thể, tài khoản có tên Huyền Hà đã đăng tải đoạn clip cho thấy cô gái có mua một phần mì cay về nhà ăn. Người này cho biết đây là quán ruột mà từ trước giờ cô vẫn hay ăn, nên cô gái rất tin tưởng cách làm của quán. Tuy nhiên, khi ăn được 1/3 bát mì thì người này xỉu ngang vì phát hiện ra sinh vật lạ đang bò lổm ngổm trong bát mì của mình. Nhìn kỹ lại thì hóa ra đấy là con sên. Không những một con mà có đến hai con đang tá túc trong bát mì thơm ngon mà cô đang ăn, khiến cô nàng tròn xoe mắt ngơ ngác. Gì vậy? Lúc này chủ nhân của bát mì cay chỉ biết nghẹn ngào nơi cổ họng, nuốt không trôi nổi những cọng mì mà mình vừa đánh chén trước đó. Sau khi đăng video lên mạng xã hội, cô gái đã liên hệ với chủ quán nơi mà cô đã mua mì cay để tìm lời giải thích. Được biết sự xuất hiện của hai con sen kia là do rau cải xanh quán bán hôm qua còn sót lại, nay lấy cho vào mì cay luôn mà không rửa lại. Có thể là do con vật này đã bò lên rau cải vào tối hôm qua mà chủ quán không hề hay biết. Phía quán mì cay cũng liền xin lỗi và mong cô gái thông cảm. Ngoài ra, họ cũng mong được bù cho cô gái một bát mì khác. Đoạn video chỉ mới đăng tải nhưng đã viral cực nhanh với hơn 1 triệu lượt xem. Bên dưới, cư dân mạng không khỏi nổi da gà với sự xuất hiện của hai con sen trong bát mì. U là trời, tính đi ăn mì cay mà lướt thấy video này thôi chắc nghỉ ăn luôn quá, nhìn muốn sởn gai ốc luôn á trời. Quán làm ăn lơ là quá, rau cải để qua đêm thì phải rửa lại rồi mới cho khách ăn chứ. Đây là con sên rủi cực kỳ ngứa luôn nha, ăn phải nó thì đăng xuất khỏi trái đất luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.